trả hàng cho bạn Thanh Hải, một cây gậy ở phân khúc 4 củ, thiết kế cực kỳ đẹp mắt, ngọn lại còn có công nghệ. Một chấm nhá. Điều bi 1 luôn, cửa chi. Rồi, có bi số 2 lỗ 10 nữa luôn. Đẩy còng phê nhẹ điều 2 lỗ 10. 11 giờ. Lên nhẹ một chút. Rồi. Bây giờ bi số 2 sẽ được điều bi số 3 như thế nào? Ô, gân thẳng, chúng ta sẽ cu lê một băng lấy thẳng bi số 3 là được. Con này chỉ cần 12 giờ. Nào, tiếp tục bi số 3 ra bi số 4. Nào, chúng ta sẽ ép nhẹ má dưới cho đơn giản, dưới tâm bi. Và bi số 4 ra bi số 5, chúng ta sẽ phải tính toán một chút, bởi vì bây giờ bi số 5 ra bi số 6 là một tình huống vị trí cái đẹp ở đây hoặc vị trí cái đẹp ở khu này. Nào, chúng ta sẽ tính toán để căn con cái vào đầu bi số 9 nhá. Ép con bi cái sang bên này, lấy má dưới của bi số 5. Dưới tâm bi ép nhẹ sang. Đó. Và bây giờ sẽ là một đường điều như thế này cho gầu các bạn này. Xá một băng sang đây và căn vào đầu bi 9 để điều bi số 6. Mũi gậy con này trong này là 12 giờ. Xả vào đầu 9, quá một tí cũng được. Wow, tôi đã căn đầu 9 nhưng không thành công. Và bi cái vẫn nằm ở vị trí đẹp. Nào, cúp nhẹ FV để điều bi số 7. 10 giờ 30 vào nhẹ mềm tay. Các bạn thấy không? Không cần phải trừ gì cả. Bi số 7 ra bi số 9. Nào, các bạn để ý nhá. Cái nếu cu lê trơn sẽ nằm đây, chúng ta sẽ thêm một chút FV. Về đây, ra đây và ra đây. Mũi gậy sẽ đặt vào hướng 10 giờ 30. Lên. Wow, lại còn quá cả lực luôn. Các bạn để ý nhá. Rồi, bi 9 kết thúc và chúc bạn Thanh Hải may mắn. Và anh em nhớ follow ủng hộ kênh nhé.